Đây là chương trình buổi trưa thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024 của kênh Châu Trường Vlog. Kênh Châu Trường Vlog phát hình mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa và tối. Châu Ngọc Thủy xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Để mở đầu chương trình trưa hôm nay với bạn Nguyễn Thanh Hùng. Việt Nam thêm bạn bất thù. Nếu mình nhìn ai cũng là kẻ thù thì mình tự cô lập mình thôi. Đúng rồi bạn, quá đúng luôn. Bạn Mai Nguyễn, vì quá chán đời anh đi tu, mọi người quỳ lại chuyện rùi bu. Khắp chốn thế gian anh rong ruổi, những ai tôn thánh có phải ngu. Hay, hay, à, rất là hay. Bạn Cẩm Lê, ông Minh Tuệ ngừng tu, công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ có nên mở phiên đấu giá nồi cơm điện không mọi người? Nếu mà đấu giá cũng được nhiều tiền lắm đó nha, không phải chuyện giỡn ha, cả chục. À, có người sẽ mua cả chục 15 ngàn đó, 15 ngàn đô đó. Nhiều đại gia không chừng mua nhiều tiền hơn nữa, đâu có biết được đâu. Khi ông gì? Ông Nguyên Vũ của Cà Phê Trung Nguyên, ông chừng ông mua bây giờ, ông mua về ông để trong cái cốc của ông. Để ông coi như là một kỷ niệm. Cũng khó nói lắm các bạn, nếu bán là cũng có tiền đó, chứ không phải giỡn đâu. Bạn Video, nếu thầy Minh Tuệ tuyên bố ngưng tu thì chuyện này sẽ không còn bị lợi dụng xuyên tạc. Vậy chả nhẽ em lại bảo công lớn nhất của chị ấy à? Hi 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 hi. Không phải công của ai bạn. Công thì không phải công của ai cả. Chúng ta cũng không nên nói rằng là công với trạng gì hết cả. Làm việc đất nước mà làm việc thấy chuyện không đúng thì mình lên ý kiến, đó là một cách mình bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho đất nước. Mà làm chuyện đất nước, chuyện cho chính mình mà kể công thì chuyện vô lý quá. Quý vị có thấy như vậy có đúng không? Vì có chúng ta mới có xã hội mới có chính quyền. Thì tất cả mọi vấn đề mà quý vị bảo vệ, tức là bảo vệ cho chính quý vị. Bảo vệ chính quyền tức là bảo vệ cho chính quý vị. Chứ bảo vệ cho ai cả. Chính quyền là cũng từ quý vị mà có ra thôi. Hôm nay người này, rồi người này về hưu thì người khác lên. Tiếp tục sống trước, à, dồn dập vào sống sau, à, sống sau dồn dập vào sống trước chứ đó. Mà thấy đó, đó là cái định luật nó như vậy rồi. Cho nên chúng ta sống thời nào có con người đó. Vì vậy chúng ta phải sống làm sao cho thích hợp với thời đại. Miễn chúng ta thích hợp với thời đại là chúng ta thấy thoải mái thôi. Bạn Minh Shop đồng hồ, giống như tôi sống ở bên Mỹ, tôi cũng sống theo cái thời đại và cái nếp sống của người Mỹ, văn hóa của người Mỹ. Tôi về Việt Nam, tôi cũng sống theo nếp sống và văn hóa của người Việt Nam. Ở đâu tôi sống cũng được cả. Người ta ăn vỉa hè, tôi cũng ăn vỉa hè. Người ta ăn chỗ xa, tôi cũng ăn chỗ xa. Thì cho nên mình sống với giống như mình là một người. Tôi về Việt Nam thì tôi sống giống như là một người dân Việt Nam. Tôi không còn nghĩ tôi là người đã từng ở Mỹ nữa. Đã ở Mỹ mấy chục năm, tới khi nghĩ tới. Về Việt Nam nhiều khi tôi thấy cảnh vui, người vui, hiền hòa, thoải mái. Tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện nước Mỹ đó các bạn, nhiều khi như vậy. Đôi lúc lâu lâu nhớ một tí, nhớ cái cảnh, cái quê xưa, cái nhớ những cái người này, người nọ, rồi nhớ những cái chương trình mình tổ chức như chương trình thi Hoa hậu, chương trình thi karaoke, mỗi tuần mình gặp khán giả, độc giả, mỗi tuần mình phát hành báo gặp độc giả. Tối ngồi uống, ngồi chơi với mấy người bạn, nó nhậu nhạt thì mình ngồi hát karaoke. Đôi lúc cũng ôn lại những cái kỷ niệm xưa, những ngày bên Mỹ, thấy cũng thú vị các bạn. Rồi bây giờ nhìn lại thấy những ngày sống ở Việt Nam cũng thú vị, cũng thú vị. Coi như thế là cuộc đời đã đủ rồi các bạn. Cuộc đời mà bạn thấy bạn sống thú vị là coi như cuộc đời của bạn có ý nghĩa. Dù sống bao lâu không cần biết, là bạn thấy cuộc đời có ý nghĩa rồi. Cho nên tôi không có mơ ước cái vấn đề gì cao sang cả bạn. Tôi không có mơ ước nhà
to cửa rộng, xe đẹp, xe lớn gì cả. Tôi thấy cuộc đời thú vị. Cái quan trọng nhất là cuộc đời chúng ta thấy thú vị. Mọi cái chúng ta thấy đều thoải mái. Cái gì cũng được hết. À, cái gì mình cũng có thể chấp nhận được hết. Là các bạn không có gì phải phải bị rắc rối cả. Không có gì phải phải mệt nhọc cả đâu. Bạn Minh Shop Đồng Hồ, vô nghe anh đọc các bình luận cũng có nhiều bổ ích. Nó giúp mình trám lỗ hổng kiến thức và cả chiêm nghiệm cuộc đời. Rồi bạn anh Đào, anh Thủy đã từng sống ở Mỹ lâu rồi, về Việt Nam sống, hỏi thật Việt Nam cuộc sống có tốt không? Tôi chưa ra nước ngoài, tôi thấy Việt Nam thoải mái và tự do. Sao các vị ở nước ngoài cứ kêu gào cho Việt Nam là sao nhỉ? Hay đòi tự do thế nào nữa? Kêu gào là muốn để cho họ về lãnh tụ làm lãnh đạo à, tự do cho họ về làm lãnh đạo chỉ có vậy thôi à. Mà trong khi ở bên Mỹ họ đi cờ bơ phất phơ ăn tiền già tiền bệnh thì bây giờ ngồi biết làm cái gì đây, chỉ bây giờ ngồi ảo tưởng chứ sao giờ. Mà thấy mấy ông chống cộng đó, những cỡ tuổi ông Phan Kỳ Nhân đồ này nội, ngồi ở nhà làm cái gì thì ngồi ở nhà ảo tưởng, ngồi ở nhà chán quá thôi đi ra ngồi, dù sao mình cũng được là làm lãnh tụ rồi, không làm tủ lạnh nhưng mà ít nhất cũng làm lãnh tụ một cái nhóm nhà nhỏ, biểu nó sao nó làm theo đó, biểu nó chửi nó chửi, biểu nó la biểu nó hét nó hét à. Giống như một lũ điên kéo nhau ra đường la hét cho vui vậy thôi, vậy mà cũng thú vị cuộc đời của họ, đó là cái thú của họ các bạn. Cho nên chúng ta cũng không trách, cứ nghĩ đó là một cái thú vui đi, nhưng mà họ lạm dụng cái tinh thần yêu nước để hại đất nước, thú vui đó trở thành một cái tội đồ dân tộc. Chuyện dân tộc, chuyện đất nước các anh không thể nào đem đi ra lừa gạt rồi đem đi ra làm một cái thú vui, đem đi vô hận thù đất nước được, không có chuyện đó. Anh không phải là người, bởi vì anh khác những con vật, là anh là con người. Con người tức là anh có suy nghĩ, chứ đừng nói anh có vấn đề trí thức. Trí thức là tôi bỏ qua một bên đây, tức là anh có suy nghĩ chỉ vậy thôi. Không cần, anh không cần học cũng được, anh vừa học giáo cũng được đi, cho anh học không học mẫu giáo thôi cũng được đi, nhưng mà anh cũng lớn, anh có biết suy nghĩ thế nào là đất nước, thế nào là quê hương, thế nào là dân tộc. Anh không thể nào anh đem dân tộc ra vì một cái cá nhân của anh, cái buồn chán buồn rầu, cái không có việc làm của anh, để rồi anh ngồi đó anh chửi dân tộc, anh chửi đất nước, không có được, không có được, không có ai chấp nhận được vấn đề đó cả. Bạn Nguyễn Xuân Lệ, hôm nay nghe hay hơn, ok anh. Rồi bạn Quang Dũng, cảm ơn anh Thủy đã chia sẻ nhiều thông tin. Khán giả nhắc hỏi về ông Hoàng Duy Hùng và Nửa Vòng Trái Đất TV với anh Thủy là xem anh đánh giá những bản tin họ đưa đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Nếu không thích thì anh nói thẳng. Bạn nhớ rằng là mỗi ngày kênh nào cũng có một chương trình, ít nhất phải có một chương trình hết. Và không biết cái chương trình nào thì nói chung khi lên làm YouTube thì hết chương trình thì cũng phải kiếm chương trình ra để nói, để chia sẻ, để phê bình, để bình luận chứ sao giờ. À, còn đúng hay sai thì tôi nghĩ không có đúng cũng không có sai. Bởi vì họ bình luận mà, họ ngồi đó họ bình luận, họ nhìn cái sự kiện, họ đem cái sự kiện ra họ bình luận thì làm sao đúng và sai được? Bởi vì họ không người chứng kiến tận mắt biết cái chuyện đó thì không thể nào nói là đúng là hay là sai được. Và đúng và sai là do mỗi người, nhận xét thôi. Chẳng hạn như những cái chương trình, những cái cách nói, những cái chương trình mà Nửa Vòng Trái Đất Đỗ Dũng thường hay nói à, thì sai hay đúng chúng ta không biết rồi, nhưng mà Bộ Công an đã đưa vô cái danh sách là số đen rồi, tức là trước khi đưa vào số đen thì Bộ Công an họ cũng nghiên cứu, họ cũng tìm hiểu à, trước khi họ đưa, chứ đâu phải họ muốn đưa là họ đưa đâu, vì cái lối nói của anh này như thế nào à, và tại sao như vậy à. Cho nên một mặt bây giờ Đỗ Dũng bây giờ là coi như là bị nằm ở giữa, bị hai bên tấn công các bạn. Ở bên Mỹ là bị ông Nguyễn Vũ tấn công,
và Chris Phan tấn công. Chris Phan của trên đài Việt Việt TV tấn công, không phải tấn công mà chửi, cho là gọi là chửi đi, vì chửi ông Trump mà chửi bại, nói xấu ông Trump mà nói xấu không đúng, đó là ý của hai người đó như vậy. Mà Đỗ Dũng cũng từng là một đàn em của ông Nguyễn Vũ, thì bằng tính đi. Chris Phan, đó là cái mà mấy ngày nay tôi có nghe về Chris Phan, nói về những người làm, những anh chị làm truyền thông ở khu Bosa, và Chris Phan chửi luôn thẳng bằng thàng luôn, mà những người lớn tuổi luôn chửi luôn, cũng đáng chửi. Theo cái nhìn của tôi và cái suy nghĩ của tôi không tính tôi chửi không được, nhưng mà người khác chửi tôi biết là chửi đúng hay không, mà tôi nghĩ đáng chửi. Vì đa số là những cơ quan truyền thông ở Bosa, ở San Jose, ở Houston, hầu như 80-90% là bè đảng của băng đảng Việt Tân rồi. Bè đảng, không theo nhưng mà cũng nằm trong cái bè đảng đó. Và phe, cho nên mà Việt Tân là luôn luôn đi theo về phe tả, cho nên nó không bao giờ thích ông Trump cả. Nó bìa chuyện, đủ thứ chuyện để chửi ông Trump, thì đó là chuyện là bình thường thôi, đó là chuyện bình thường. Cho nên các bạn nói đúng hay sai, tôi không thể nào trả lời cho bạn là đúng hay sai được, bởi vì đúng hay sai là do từ bạn suy nghĩ thôi. Còn tôi thấy, đối với tôi là mọi chuyện đều bình thường. Về truyền thông thì tôi, những cảnh đó, những chuyện đó tôi đã gặp qua hết rồi. Tôi đã gặp qua rồi mà bạn. Cho nên đối với tôi là chuyện bình thường. Còn các bạn nghĩ sao thì là chuyện của các bạn. Rồi bạn Công Trần, có phải anh học lời từ tính cách đến làm chính trị và có những từ ngữ của ông Nguyễn Vũ phải không? Theo quan điểm của anh thì ông Nguyễn Vũ làm YouTube như vậy tốt hay xấu cho đất nước Việt Nam? Bạn thấy tôi học tính cách như thế nào và từ ngữ ở nào ở ông Nguyễn Vũ, bạn nói cho biết chứ, những từ gì chứ. Chỉ có một hôm các bạn, có cái bạn nào hỏi xin yêu cầu tôi giải thích dùng chữ gì mà ông Nguyễn Vũ hay nói là gì, nhân bản, tàn nhẫn và thực tế, thì các bạn hỏi, có một bạn đâu ngay bên đó về rồi hỏi tôi, thì tôi mới chia sẻ từng chi tiết, chia sẻ cho các bạn biết thế nào là tàn nhẫn, thế nào là nhân bản và thực tế. Đó là cái đời sống ở nước Mỹ mà ông Nguyễn Vũ nói cái đó cũng rất là đúng, đúng sai đó, không sai, hoàn toàn không sai cả. Còn những cái tính cách thì tôi không có học những cái tính cách của Nguyễn Vũ cả bạn. Vô nhiều khi vô ngồi nghe chơi, nghe chửi bằng cụi cho nó vui vậy thôi rồi ngủ á. Những lúc ảnh bên kia, ảnh là cái giờ ảnh lên chương trình là 9:30 ảnh mới lên, thì tôi đang ở 9:30 ở Việt Nam, ví dụ 9:30 sáng ở bên Virginia, bên ở miền đông gần Hoa Thịnh Đón, ở chỗ ở đó thì là 9:30 bên đó thì cũng 9:30 tối bên Việt Nam, và 9:30 tối sáng bên Việt Nam là 9:30 tối bên đó, cùng một giờ với nhau trong cái thời điểm này. Cho nên nhiều khi tôi nằm vừa nghe ảnh chửi cho vui để đi ngủ, cũng giống như ảnh ru, nằm nghe ảnh ru. Đối với tôi nghe ảnh chửi là giống như ru ngủ vậy đó các bạn, có gì đâu, cũng bình thường mà tôi cũng ngủ. Ảnh cũng vừa hết là tôi cũng vừa đi ngủ là vừa, chuyện vui thôi bạn, không có gì phải quan trọng quá vấn đề, mà cũng đáng chửi vì tôi chửi được thôi, tính tôi không chửi, tôi chỉ nói chuyện chia sẻ thôi, còn ai chửi được thì tôi cũng trong quý họ chứ không có gì phải nghĩ rằng là người ta tại sao anh chửi dữ quá, chửi đúng người. Chứ chửi lộn người thì không được, gọi là chửi lộn. Hôm nay chửi đúng người thì không phải là chửi lộn. Tôi thích cái tính bộc trực của anh Nguyễn Vũ, các bạn nhớ. Đừng nhìn con người, chúng ta không nên nhìn bề ngoài, phải cần đi sau một tí. Và tôi theo dõi cái kênh anh Nguyễn Vũ này cũng lâu lắm rồi. Và anh cũng cái kênh ảnh, nói chung hồi nãy có bạn hỏi rằng có giúp ích gì cho đất nước Việt Nam không? Cũng có chứ bạn, có chứ. Bởi vì ông chửi mấy dân ngu ở Việt Nam để cho nó khỏi u mê đi. Chính ổng là người đầu tiên, là ông Minh Tuệ vừa xuất hiện là ảnh, ông Nguyễn Vũ là người chửi ông Minh Tuệ từ đầu đến cuối luôn, cái bằng thằng này nọ đủ thứ hết chứ đâu phải là cái bằng thầy với các bạn đâu. Các bạn, tôi chia sẻ không các bạn làm rộn lên nghĩ tôi là thế nào thế kia. Các bạn qua ông Nguyễn Vũ nghe chửi ông Minh Tuệ kìa, tôi cũng kêu ông đó, ông kìa chửi mỗi ngày, thỉnh thoảng chửi nữa, mà đúng cuối cùng tôi mới thấy rằng là đúng. Sau những cái lá thư, sau những chuyện xảy qua và tới bây giờ ông Minh Tuệ
gọi là ngừng ngưng này. Nếu bạn là một người tu thật sự, không ai cản bạn được hết cả. Bao lâu nay ông đâu có những người bao quanh ông đâu, ông đi đâu có ai biết đâu, các bạn thấy không? Thì bây giờ anh cũng đi, tại sao phải cần tu? Anh cũng đi và anh yêu cầu mọi người không được đi theo, không được làm phiền phức để cho tôi tu hành. Và lâu nay anh vẫn ở bờ ở bụi, bây giờ anh không về nhà nữa, anh ra bờ ra bụi ở lại, ngày xưa vẫn tu hành như ngày xưa thôi, cái gì đâu, xuống suối bắt cá để ăn, bắt chim ăn, trồng rau ăn hay là hái rau ăn ở dọc đường cũng được vậy. Nếu mà anh tu thật sự, không phải bó buộc vô một cái nào hết cả. Tu là tự giác mà. Tại sao anh đem cái sự bó buộc đó vô cho anh, để rồi anh gài một cái bẫy cho anh, rồi anh sụp xuống cái bẫy đó là anh không trở lại được. Cho nên tôi hy vọng là câu chuyện cũng kết thúc. Mà không biết kết thúc chưa ha? Chưa biết. Các bạn thấy bà hồi nói ngưng ăn, rồi bà hồi nói ngưng đi tu, rồi biết sao, cái đâu mà nói đây. Bà hồi nói không đi xe, bà hồi đi xe. Cho nên chúng ta cứ ngồi coi, kệ nó đi, ngồi coi cũng được, không có gì cả. Bạn Lương Trọng Thanh: chào chủ kênh, tôi rất mong hai cái ngòi nổ Đại Nam và thằng nồi cơm điện phải dập tắt để đất nước được thanh bình. Tôi cũng hy vọng là có thể thôi, chưa chắc các bạn, có thể là bên ông Minh Tuệ sẽ dập tắt cái vấn đề ồn ào. Nhưng mà cái chuyện ồn ào mới là Đại Nam. Ngày hôm qua bên Đại Nam, ông Dũng chồng bà Phương Hằng đã tung ra một danh sách 78 YouTuber bị kiện. 78 YouTuber bị kiện mà không biết nộp đơn chưa hay là mới đưa ra danh sách. Đó là danh sách thứ nhất nữa, còn danh sách thứ hai nữa các bạn. Như vậy là chúng trong tương lai, trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ còn chứng kiến những cái chuyện rất là hay ở trên cái trang mạng. Nhiều chủ kênh coi thử anh nào sẽ vô lò, sẽ nhiều chủ kênh vô lò lắm, tôi nghĩ, mà không biết anh nào, để coi thử cái sự kiện này là một sự kiện không phải là nhỏ đâu các bạn, sự kiện lớn. Và tôi cũng nghe biết tin rằng là ngày 25 tháng 12 này là sẽ có bắt đầu áp dụng cái luật mạng rằng là phải đăng ký hết, mà anh nào làm quản là coi như là tiêu đời. Cái đó cũng tốt thôi các bạn, để làm sạch cái trang mạng. Chứ các bạn thấy những thời gian qua, cái trang mạng, cái mạng xã hội Việt Nam chúng ta nó quá ồn ào và nó gây nhiều chuyện. Không những vậy mà còn mạng thì mạng ảo, mà ở tù thì ở tù thật. Nhiều người nào đó các bạn thấy không, mạng ảo mà ở tù thật, chứ không phải đơn giản. Cho nên cần phải cảnh giác, cần phải thận trọng. Mà khi bạn thận trọng thì là mọi chuyện nó đều tốt đẹp, mọi người được đều tốt đẹp. Lúc đó các bạn sẽ thấy rằng những cái chương trình chia sẻ hay hay dở, các bạn sẽ yêu thích những cái chương trình nào, rồi sẽ các bạn sẽ thấy vì những cái bắt nháo ở trên mạng nó không còn nữa. Các bạn muốn đi coi bắt nháo, bạn thích muốn nghe chữ lộn, chữ lộn rủa nhau đủ thứ chuyện hết trên đời. Rồi bây giờ cái bắt nháo nó không còn nữa, thì các bạn từ lúc đó các bạn sẽ lần lần chuyển hóa. Đó gọi là chuyển hóa đó, chuyển hóa qua cái tinh thần và cái cách sống văn minh hơn ở trên mạng này. Trên mạng là một cái nơi rất là tốt đẹp, nhưng mà chúng ta phải cần sống văn minh. Mạng là thời đại văn minh thì chúng ta phải sống văn minh, để làm sao để giúp ích cho mọi người, mọi người đều được tốt đẹp. Trang mạng là trang quý giá mà các bạn, tại vì các bạn không biết dùng, các bạn làm dùng nó,
dùng không đúng chỗ, dùng sai chỗ, cho nên nó bát nháo, nó tùm lum, nó tòa la ra hết cả. Đó là cái mà tôi chia sẻ với các bạn. Rồi bạn Hoàng Lê, thầy hứa là thầy sẽ đi bộ hành khất thực suốt đời, sao thay đổi hơn tia chớp vậy? Thì bị, chắc có thể là thầy bị sấm sét đánh là bây giờ phải được giống như gì tia chớp chứ sao giờ. Cái niềm tin nó quan trọng lắm các bạn. Các bạn hứa các bạn phải làm. Không làm đừng hứa. Không làm đừng hứa, mà hứa là phải làm. Cái niềm tin chỉ đó, một cái niềm tin nho nhỏ, nó tạo cho bạn bạn một cái niềm tin lớn, bạn sẽ thành công lớn. Chỉ có vậy thôi. Muốn được thành công, cái điều quan trọng trước mắt là bạn phải có niềm tin và bạn phải được cho người ta tin tưởng là bạn thành công. Bạn làm cái gì cũng được hết cả, bởi vì khi người ta làm việc với bạn, họ đã có tin tưởng bạn rồi, họ có niềm tin rồi, họ biết bạn là người có niềm tin, bạn không sợ xông pha ra giữa chiến trường, bạn hứa là bạn sẽ làm, dù chết dù sống bạn cũng làm. Cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên không phải rằng là hôm nay chúng ta nói này, ngày mai chúng ta nói vậy là được đó các bạn. Dù là đối với bạn thì rất là được, nhưng mà đối với mọi người là bạn đã gieo vào trong đầu mọi người một cái mất tin tưởng với bạn rồi. Họ gọi là bạn nói lèo đó, nói xạo đó, hứa lèo, à hứa lèo đó các bạn. Bạn Võ Trọng Mạnh đáp, hồi xưa tôi đọc là Mạnh Vô Trong đó các bạn, mà tên của anh là Võ Trọng Mạnh đáp lại. Đáp bạn Hoan Lê, ai là thầy vậy, ông Tú toàn xưng mình là công mà. Rồi bạn Hoan Lê đáp lại, mình gọi thầy là quyền của mình, không ai có quyền cấm, còn mọi người gọi là gì tùy ý, mình không có quyền cấm. Bạn nào cũng đúng. Rồi bạn Anh Dương Văn, ha 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 ha, bỏ tù. Rồi bạn Hoàng Lê tiếp tục nữa, đi nhập rồi thầy nghỉ thôi, ca ca ca. Rồi bạn Trương Minh Hoàng, Hoàng Duy Hùng thuộc diện Bộ Công an quản lý, theo tôi an ninh Việt Nam không nặng về xử lý đối với hành vi chưa cần thiết. Hoàng Duy Hùng tự biết mình sẽ làm gì để khỏi phụ lòng người từng giúp đỡ mình. Tôi đọc xong cái này nữa là tôi chia lại, tôi chia sẻ cái vụ kiện cho các bạn nghe thêm một tí. Bạn Trần Nhân Bá, thầy thôi ăn, chỉ còn có uống thôi. Thầy uống sữa, sinh tố, sâm hương với ái ái. Thầy đem ánh sáng của tiến sĩ khai phóng để khai đạo cho nhân dân. Ông luật sư tiến sĩ USA nhiệt tình bảo vệ ánh sáng mà thầy tạo điều kiện cho bọn phản động chống phá đảng, nhà nước và nhân dân ta. Thì trong cái thư kiện có ông Hoàng Duy Hùng, và cái tình hình mà kiện về ông Hoàng Duy Hùng thì tôi cũng có chia sẻ với các bạn trước đây rồi. Thì trong bảy danh sách 78 người thì có anh Hoàng Duy Hùng là như người thứ nhì hay là người đứng đầu danh sách gì đó. Anh Hoàng Duy Hùng bây giờ được mọi người quan tâm tới và chú ý tới rất là nhiều. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng là những người YouTuber ở trong nước thì có thể bị phạm vấn đề gì đó thì do tòa giải quyết. Còn cái vấn đề anh Hoàng Duy Hùng thì tôi nghĩ không có vi phạm gì tới vấn đề, theo cái nhìn của Bộ Ngoại giao Mỹ và chính quyền Mỹ trên cái hồ sơ vụ kiện mà nếu như ông Huỳnh Huy Dũng đưa ra và khiếu nại, thì đối với nước Mỹ như tôi nói là Bộ Ngoại giao cũng như chính phủ Mỹ thì đó là không có gì là trầm trọng cả. Đó là một chuyện thường tình mà người dân Mỹ ai cũng đều được quyền hưởng cái tự do ngôn luận đó. Đó là cái về vấn đề mà nếu mà gặp chính quyền Mỹ và
đại sứ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ để mà trình bày vấn đề đó. Mà ít khi lắm, gửi thư thôi, khi dễ gặp họ. Mà nếu gặp họ có thể mời luôn cả hai người. Mời cả, nếu mà gặp thì họ sẽ mời luôn cả hai người qua để họ đấu chắc. À, đấu chắc chứ không phải bạn gửi lên thư là người ta quyết định liền đó bạn. Ra đó đấu chắc à, thì họ sẽ hỏi rằng là anh Hoàng Duy Hùng nói về cái gì, nói như thế nào, thế nào, thế nào. Thì anh sẽ trình bày ra. Và những gì anh đã nói, những cuốn băng còn thu lại đó, nói về bà Hằng, nói về công ty du lịch Đại Nam thì đều còn có đó hết. Rồi dịch ra à, thì bên tòa lãnh sự, tòa đại sứ họ có người thông dịch, hoặc là đại sứ, ông đại sứ nó không biết tiếng Việt nữa. Đa số đại sứ họ biết, họ biết cái tiếng bản xứ, thấy các bạn tệ lắm không biết tiếng bản xứ ở nơi đó chứ không phải ít đâu. Nhiều khi họ không nói thôi, họ phải biết ít, biết ít, biết nhiều, phải biết cái văn hóa nữa. Đó, đó là cái mà chúng ta cũng nên cần biết một tí. Thì đó là nhìn theo cái nhìn của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ. Khi họ nghe, họ gom hết lại những gì của anh Hoàng Duy Hùng lại, họ nghe, dịch ra nghe hết, hoặc là nghe hết coi thử theo so với hiến pháp, luật pháp của Mỹ có bị gì không đã, họ mới nhìn. Tại vì đại sứ và Bộ Ngoại giao họ cũng là người Mỹ, thì họ khi họ nghe anh những gì mà anh Hùng nói, họ nghe theo cái, nghe cái nhìn nhận của họ bằng người Mỹ, chứ không thể nào họ nghe theo cái cách của người Việt Nam. Thì họ nghe hết rồi đấy, họ để coi thử tìm cái chỗ nào mà anh Hoàng Duy Hùng này có vi phạm pháp luật không, tìm qua tìm lại, tìm tới tìm lui không thấy gì cả. Tuy là anh ta có nói về Đại Nam, có nói về bà Phương Hằng, nhưng mà trong khi đó bà Phương Hằng là anh ta đâu có tấn. Anh ta nói rằng là anh ta muốn giúp đỡ bà Phương Hằng. Bạn nhớ đây, bạn nhớ rằng là cái đó, cái quan trọng đó, cái đó là cái quan trọng mà anh Hoàng Duy Hùng anh xài đó các bạn. Anh luôn luôn nói rằng là anh giúp đỡ bà Phương Hằng để ngưng, để khỏi nói, để khỏi bị tù mà. Anh đâu có gì đâu, anh đâu có gì mà hại bà Phương Hằng đâu. Nếu cùng ổng có những chữ ham hay là vì ổng tức quá ham hay để cho bà này cố gắng, để cho bà này ái lại, gọi là sốc, gọi là nói sốc để cho bà ngưng. À, ra tòa, ra cửa quan, dĩ nhiên cái chuyện đó chuyện bình thường đó, chứng minh của tao, tao đâu có nói gì đâu, tao đâu có gì về Đại Nam nhiều gì đâu, không có gì cả. Đó, cho nên đó là cái vấn đề trình bày giữa ông Hoàng Duy Hùng và bên đại sứ và Bộ Ngoại giao Mỹ, nếu có, nếu cần, nếu họ gặp. Mà tôi nghĩ rằng họ sẽ gặp, bởi vì bà Hằng gửi tới Bộ Ngoại giao và đại sứ quán thì dĩ nhiên họ phải đọc, họ phải coi và họ phải mời, mời anh Hoàng Duy Hùng, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là chắc chắn phải có cuộc nói chuyện với nhau. Đó là chuyện cái lối giải quyết của người Mỹ, họ phải tìm hiểu trước, họ phải nghe hai bên nói chuyện rồi họ mới có cái quyết định. Họ phải nghe từ đầu từ cuối. Có thể rằng là họ một người qua một bên nói chuyện, rồi một người họ ngồi những cái bằng chứng video clip còn lại, thì họ kêu một người qua bên này nói chuyện, rồi họ kêu một người kia qua nói chuyện, rồi họ kêu hai người ngồi vô với nhau nói chuyện, tức là nói chuyện à. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng là dàn xếp theo cái lối dàn xếp của người Mỹ đó các bạn. Họ luôn luôn muốn dàn xếp ôn hòa, họ không muốn, họ muốn luôn hai người bắt tay nhau, chứ họ không muốn hai người thù nhau. Đó là cái lối dàn xếp của người Mỹ. Vì Bộ Ngoại giao mà bạn, giao họ đi ngoại giao mà, đại sứ họ đòi muốn đi làm những chuyện tốt đẹp mà đâu có đi làm những chuyện đó đâu. À, còn nếu như đem vào cái ra tòa án của Việt Nam thì lại một số vấn đề khác nữa. Mà như tôi đã nói, vì anh Hoàng Duy Hùng anh luôn luôn ảnh là luật sư, các bạn biết ảnh luật sư mà, ảnh đâu có điên, luôn luôn ảnh có cái tấm bảo vệ của ảnh sau lưng khi ảnh nói, chứ ảnh đâu có nó biết rằng nói thế nào là đúng, thế nào là sai, chứ đâu phải các bạn thấy như vậy các bạn tức rồi các bạn nói rằng là ổng sai đâu, không có, ổng cũng phải lừa, dù là không lừa lời nhưng mà biết thế nào là luật. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Chúng ta còn chờ theo nhiều chuyện hấp dẫn và nhiều tên lắm, nhiều tên cả. Tôi nghĩ cái vụ án này cũng là lớn lắm đó, rất là lớn, đang chuẩn bị bùng nổ.
nhiều người Việt trên thế giới cũng sẽ chú tâm vào cái vụ kiện này. Chào tạm biệt.